Xin chào các bạn, hiện tại bên kia yếu Sài Gòn đang thấy còn rất nhiều các bạn nam chưa biết cách thắt cà vạt. Thì hôm nay kia yếu Sài Gòn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắt cà vạt nhanh và đẹp nhất. Thì bước đầu tiên thì mọi người phải bẻ quần áo lên trước nhé. Sau đó đo gang tay trái đúng một gang, giữ lại cái mối này nè. Xong rồi mình vòng qua đây. Rồi. Vòng cái bên phải mình vòng ra phía trước nhé. Rồi, cứ như thắt ăn vàng nhưng không. Mọi người tạo cho mình một cái tam giác bằng cách vòng cái dây dài ra phía sau, quấn luôn vào trong. Rồi, chúng ta đã tạo được cái lớp trong. Sau đó cũng cầm cái dây dài quấn tiếp tục, quấn tiếp tục vòng ra phía sau và nhét, nhét nó vào đây, nhét nó vào bên mặt trước của cái cà vạt. Rồi, cà vạt của chúng ta bắt đầu đã ra rồi, cho nên chúng ta chỉ cần chỉnh lại sao cho nó nhỏ gọn và đều và đẹp. Rồi, sau đó cầm kéo lên thôi.